Rồi, ok, mến chào cả lớp. Buổi của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chính như sau. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các loại axit amin thiết yếu mà cơ thể con người chúng ta không thể tự tạo ra được, buộc phải đưa từ ngoài vào. Và chúng ta sẽ phân tích, tìm hiểu xem có bao nhiêu loại thức ăn để tránh trường hợp là chúng ta chấp niệm vào cái việc là ăn một loại thức ăn mà có thể là cung cấp hoàn toàn đầy đủ tất cả các loại chất và vi chất. Trong cơ thể của chúng ta có một số loại đấy là không tự tổng hợp ra được thì buộc phải đưa vào, đúng không? Nhưng cũng có rất nhiều loại chúng ta không còn đủ cái năng lực để tổng hợp ra được, mặc dù chúng ta cũng đưa cái nguồn phôi vào. Đó, thì trong bài của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bước một nhé. Cái điều đầu tiên này, đó là các loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp ra được và cái chức năng nhiệm vụ của nó để làm gì. Thì cụ thể như sau nhé. Tất cả những loại đường tinh bột, bao gồm rau củ quả, hột hạt, đúng không? Mà là đường nhá, tinh bột, có nghĩa là đồ ngọt đấy và đồ tinh bột đấy. Cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp ra được mà mình phải ăn vào thì mới có, đúng không? Thứ hai là các loại mỡ, chúng ta cũng không thể tự tổng hợp ra mỡ được nếu như mình không ăn mỡ mà ăn dầu vào. Và thứ ba là đường, là đạm. Thì ba cái loại năng lượng căn bản nhất chúng ta đều biết, học đi học lại khá là nhiều lần rồi, đúng không? Đường, mỡ và đạm. Đường, mỡ, đạm là cơ thể không thể tự tổng hợp ra được mà chúng ta buộc phải ăn vào. Đó, thì những thứ đó mà cô chú anh chị mà ăn thiếu theo cái con số cân bằng là 40, 30, 30 trong một thời gian thì sẽ dẫn tới làm sao ạ? Ăn ít quá, ăn thiếu nhá. Trong trường hợp ăn thiếu đường, đạm ấy thì mình sẽ bị mất cái lượng mỡ ở dưới da, người mình trông nó rất là khô hoặc nó bèo nhèo hoặc nó trùng, đúng không? Thì nữ giới có lẽ là rất là sợ da mình xấu, thành ra cũng ăn tăng khá là nhiều đường lên để cho da nó căng đẹp, đúng không? Thứ hai là đạm cũng vậy, mình ăn thiếu thì dẫn tới là mình bị suy nhược cơ thể của mình, các cái cơ quan tạng không đủ sức khỏe để làm việc và bản thân của mình cũng hay bị hụt hơi, bị thiếu sức, đúng không? Mỡ cũng tương tự như vậy nhá, mình ăn thiếu mỡ thì dẫn tới là mình không có sức bền, không có tích lũy năng lượng mà không có sức bền đó. Còn trong trường hợp ăn thừa thì cô chú anh chị đều biết hết rồi, đúng không? Ăn thừa mỡ trong thời gian dài quá dẫn tới gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và các bệnh rối loạn chuyển hóa về mỡ. Còn trong trường hợp ăn thừa đường và tinh bột trong thời gian dài thì lại dẫn tới làm sao nhỉ? Bị tiểu đường. Ăn thừa đạm trong thời gian dài thì dẫn tới là bị gút. Vậy thì ăn nhiều quá cũng không tốt nhá, mà ăn ít cũng không tốt. Ăn nhiều là bao nhiêu, ăn ít là bao nhiêu thì chúng ta có công thức có đúng không? 30 nhân với chính cái cân nặng mà mình đang muốn hướng tới thì là ra cái lượng calo. Sau đó chia là 40% lấy từ đường, 30% lấy từ đạm, 30% lấy từ dầu mỡ. Ví dụ bây giờ anh Toàn, anh là 70 kg thì 37 21 thì suy ra là anh ấy đang đốt 2100 calo hàng ngày để duy trì 70 cân đó. 40% của 2100 được lấy từ đường, 30% được lấy từ đạm, 30% được lấy từ dầu mỡ. Còn trong trường hợp mình có cái bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến đường và mỡ thì mình làm sao? Cần phải tăng giảm. Thì bài trước tôi đã chia sẻ rất là rõ và kỹ rồi. Thì cô chú anh chị chịu khó xem lại một chút, xem lại rất là xứng đáng đấy. À, đây là một cái điều mà thực sự mà có mặt trong cuộc sống rất là nhiều nhưng mà chúng ta hầu như không ai để ý nhé. Rất nhiều người giàu có, thực sự là giàu có lắm đấy, chứ không phải giàu có đơn giản đâu, giàu có lắm luôn đấy. Và trong lớp học offline của tôi online cũng vậy, có rất nhiều người giàu có nhưng lười học, ngại học, dẫn tới là sức khỏe của họ rất là tệ. Mặc dù họ nhé có rất là nhiều điều kiện kinh tế vật chất, mua các loại thức ăn thực phẩm ngon rất là đắt tiền xịn sò đó, nhưng không có học thì lấy đâu ra kiến thức, ai bảo cái gì ngon thì ăn thôi, bỏ bổ thì ăn thôi, mình cũng chả biết ăn bao nhiêu cho nó vừa cho nó đủ cả, mà hấp thụ như nào ra làm sao mình cũng có biết đâu, đúng không? Thì đó là những cái loại axit amin thiết yếu nhé mà cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp được, buộc phải ăn vào, đúng không? Rồi bây giờ chức năng nhiệm vụ của nó để làm gì nhé thì rất là quan trọng này. Thứ nhất là chúng ta cần phải ăn đủ cái lượng đường, lượng mỡ, lượng đạm thì cơ thể của chúng ta mới tổng hợp được ra cơ bắp. Thì ở đây lấy cái ví dụ rất là nhiều cô chú anh chị tu tập, các thầy, các sư cô, sư thầy đấy, ăn chỉ mỗi là ăn chay thôi, dẫn tới là người da thịt rất là mềm mại, mịn màng, nhưng chỉ ở tầm khoảng trước 30 tuổi thì còn ổn, chứ trên 30 tuổi là một loạt các cái bệnh rối loạn chuyển hóa nhiều cực kỳ luôn, cô nào cũng đau dạ dày, thầy nào cũng đau dạ dày, nhưng không biết tại sao lại bị đau dạ dày. Tại vì cái dạ dày mình nó mỏng quá. Dạ dày nó có được làm bằng mỡ đâu, nó được làm bằng đạm cơ mà. Nhưng do không ăn protein vào, thành ra là không dẫn tới làm sao? Thiếu protein, thành ra cái dạ dày của mình nó bị mỏng đau dạ dày. Thì hầu như tất cả những người mà ăn thiếu đạm đấy, kể cả là đạm động vật lẫn thực vật nhá, ăn thiếu trong thời gian dài là dẫn tới làm sao nhỉ? Bị đau dạ dày.
nhưng Thì không phải là bệnh dạ dày có bệnh đâu nhá, mà là dạ dày mỏng quá, nó tự rách tự loét ra, nó yếu quá, nó tự bục ra, đúng không? Vậy thì cái việc đầu tiên là ăn đủ đường mỡ đạm để cơ thể có thể tự tổng hợp được ra protein cho cơ thể. Toàn bộ mọi thứ trên cơ thể chúng ta đều được làm từ protein hết. Mắt được làm bằng đạm, răng được làm bằng đạm, tóc được làm bằng đạm. Tất cả mọi thứ trên người chúng ta di chuyển được, vận động được đều làm bằng đạm hết. Có làm được bằng mỡ đâu, có làm được ra từ đường đâu, đúng không? Và cái điều quan trọng hơn cả này là cân bằng cái dịch ở trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta có các loại dịch ở trong cơ thể, mà dịch mà thường mọi người quan tâm nhiều nhất chính là nước ấy, chiếm đến trên 50-60%. Với trẻ con mà mới sinh ra tầm vài ba tuổi đấy, lượng nước có thể chiếm đến trên 70% tổng trọng lượng cơ thể. Nhưng mà già rồi thì chúng ta làm sao nhỉ? Ăn uống không cân bằng dẫn tới là lượng nước trong cơ thể của chúng ta chỉ còn có bốn mấy phần trăm thôi, 46-47% thôi, giảm mất mấy chục phần trăm, đúng không? Làm sao mà cơ thể nó không khô héo đi, nó không già đi, nó không lão hóa, đúng không? Thì cân bằng dịch chính là làm sao nhỉ? Cần phải ăn cân bằng đường mỡ đạm. Tiếp tục này, đến là những cái tác dụng mà giúp cho chúng ta gọi là bổ máu, nhất là nữ giới nhé, hay có các vấn đề liên quan đến huyết áp tụt hoặc là tụt đường huyết, đúng không? Hoặc là máu của mình không bổ dưỡng, mình hay uống các bú thuốc bổ tuần hoàn, bổ bổ não ấy, bổ máu ấy, đúng không? Đó, nhưng mà mình quên mất điều rằng là những cái loại thuốc đó thì chỉ được cấp một cái lượng năng lượng nhất định trong thời gian ngắn, trong trường hợp mình mệt quá thôi. Nó cũng là thức ăn mà, thức ăn được tổng hợp sẵn. Đấy không phải là thuốc nhé, mà là thức ăn cho máu, đúng không? Thì chúng ta bỏ tiền để chúng ta mua, nhưng chúng ta quên mất điều rằng là thức ăn hàng ngày, đường mỡ đạm ăn cân bằng thì tự động được tạo ra chất bổ cho máu, đúng không? Tiếp theo là cung cấp nhiên liệu và năng lượng để chúng ta lao động và làm việc hàng ngày. Cô chú anh chị mà chỉ cần ăn cân không cân bằng, người nó cứ vật vờ, nó cứ kiểu như giống như người đi mượn ấy, nó mệt lắm, nó nhọc lắm, nó không có sức, đúng không? Thì cần phải ăn cân bằng để mới có sức chứ, đúng không? Tiếp theo là duy trì và điều tiết các loại hormone. Hormone thì liên quan đến cái phần luân xa, trong yoga thì tôi chia sẻ cũng khá là nhiều, đúng không? Toàn bộ tất cả những cảm xúc của chúng ta, vui buồn hờn giận ghét yêu thương rồi là thù hận đủ thứ, hỉ nộ ái ố dục lại thất tình, đều là do hormone gây ra, nhưng phải có hormone, đúng không? Còn trong trường hợp chúng ta ăn thiếu chất rồi thì làm sao mà có hormone được? Thì lấy ví dụ luôn nhá, rất nhiều người ăn uống thanh đạm quá dẫn tới là mình bị trơ cảm xúc, đúng không? Mình nhìn thấy vui mình cũng chẳng thấy vui, thấy buồn mình cũng chẳng thấy buồn, tại vì không đủ nhiên liệu để giúp cơ thể tạo ra hormone. Nhìn thấy miếng ăn thức ăn ngon cũng không thấy ngon, nhìn thấy cái sự việc nó vui người ta mọi người cùng cười mình chả thấy buồn cười gì cả, mình thấy bình thường vì mình ăn uống không cân bằng. Đó, thì các nhà sư ăn cứ ăn chay thường xuyên ấy, ăn chay còn không cân bằng đường mỡ đạm nhá, thì lại còn dẫn tới làm sao? Trơ luôn cảm xúc, mình cứ tưởng là mình tu tốt nhưng không phải đâu, là do mình không có hormone để mà đối lại những cái tác động ở ngoại quan vào trong cơ thể của chúng ta. Rồi, tiếp đến là có lợi cho cái sự tăng trưởng chiều cao. Chiều cao nhá, và bộ xương của chúng ta. Có phải là trẻ mà nhỏ đấy, nhỏ tuổi mà không ăn uống được cân bằng đầy đủ chất và đa chất thì cái chiều cao sẽ bị hạn chế, đúng không? Lưng của các con có thể bị gù, đúng không? Chân tay có thể lại bị tong teo, hông nhỏ, vai to, đúng không? Cũng có thể là chân bị kiềng ích, kiềng o. Còn đối với người lớn tuổi thì hỏng hết cả bộ xương, đúng không? Xương khớp nó đau, chỗ này hôm nay thì đau đầu, mai thì đau gáy, hôm mai thì đau vai, đau lưng, đau đủ khắp nơi cả. Mà mình lại cứ đi tập, đi uống thuốc thì có giải quyết được vấn đề đâu. Nguyên nhân chính vẫn là thức ăn mà. Không có ăn mẻ, không ăn mẻ còn chết chứ nói chi con người, đúng không? Phải ăn đã, ăn thức ăn là thuốc mà. Thì cái việc mà giúp tăng trưởng phát triển cơ thể chính là làm sao nhỉ? Ăn đấy, đúng không? Rồi, và cái tác dụng nữa là enzyme nhá. Enzyme cực kỳ quan trọng, tất cả mọi thứ trong cơ thể chúng ta đều có enzyme hết. Mà enzyme là một cái từ khóa mà có lẽ là cô chú anh chị nghe nhiều, nhưng chỉ chủ yếu là enzyme có trong thức ăn đấy, đúng không? Ví dụ như là mẻ, sữa chua. Có ai đó mà có người quen hoặc người thân ở miền Trung đấy, bắt đầu từ khu vực miền Trung trở ra thì hầu như cái món gì họ ăn họ cũng nấu bằng mẻ hết. Lý do tại sao? Hoặc người Hàn Quốc ấy, họ toàn ăn kim chi thôi, họ đang muối dưa để lên men cái con vi khuẩn đó để giúp cho chúng ta làm sao ăn vào hiệu quả hơn, tiêu hóa thức ăn và thực phẩm đạt cái hiệu suất cao hơn. Ví dụ các cụ ngày xưa có câu là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ đấy, cây nêu tràng kỷ bánh trưng xanh, đúng không? Ăn thịt mỡ vào mà không có dưa 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 chua đấy nhá thì không tiêu hóa được, ăn mỡ vào đại tiện ra mỡ luôn, buộc phải ăn dưa chua vào, đúng không? Để nó tiêu hóa được mỡ. Thì cái việc mà chúng ta ăn đồ chua đấy là giúp chúng ta chuyển hóa gần như hết tất cả mỡ và không đại tiện ra mỡ, đúng không? Hôm nào đó mà mình ăn nhiều, anh cô chú anh chị nào đó mà ăn thịt chó chẳng hạn đấy, ăn mỡ chó vào đấy, thịt chó ăn thì miếng mỡ vào đấy, làm sao đại tiện cả ra ra mỡ luôn, đúng không? Rồi, tiếp đến là
bảo vệ và sửa chữa các mô cơ, đặc biệt là tế bào. Nếu như trong trường hợp nhá mà mình bị tổn thương, bị sứt, bị rách, bị chấn thương hoặc là bị phẫu thuật mà lại cứ ăn uống liên thiên linh tinh đi nhá, bác sĩ cứ bảo đưa đưa đưa, đưa sữa vào uống là toang đấy nhá. Sữa chỉ nhiều năng lượng thôi, giúp chúng ta nhanh chóng tỉnh táo để lấy sức uống thuốc, đúng không? Bác sĩ là thầy thuốc cơ mà, tên rõ ràng được gọi tên rồi, bác sĩ là thầy thuốc chứ không phải bác sĩ là bác sĩ nhá. Thầy nhà có hẳn một cái ngày gọi là ngày thầy thuốc Việt Nam, đúng không? Có nghĩa là người đoán bệnh và bán thuốc, khám bệnh và bán thuốc, đúng không? Mục tiêu của người ta là bán thuốc. Vậy thì cái việc mà giúp cho cơ thể tự hồi phục tất cả những tổn thất, thì lấy ví dụ nhá, rất nhiều cô chú anh chị là bị vết sẹo trên thương trên da nhưng do ăn uống thiếu đạm dẫn tới làm sao bị sẹo lõm, sẹo lõm nhá. Còn trong trường hợp mình ăn dưa, ăn rau muống vào, ăn những cái loại rau sậm màu ấy, nó có nhiều sắt quá, thành ra lại bị sẹo lồi, đúng không? Thừa năng Đấy. lượng mà dẫn tới bị sẹo lõm, sẹo lồi, đúng không? Rồi, vậy thì cái Đây. việc muốn cân bằng đường mỡ đạm này để giúp chúng ta làm sao tái tạo và sửa chữa những tế bào bị hỏng hóc, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về u bướu. U bướu có nghĩa là cơ thể của chúng ta làm sao bị hỗn loạn rồi, và các cái tế bào đó là trở thành tế bào gọi là bất bình thường rồi. Vậy thì cần phải có những cái nguồn thực phẩm phù hợp để làm sao nhỉ, để giúp cơ thể sửa chữa. Vậy thì cái 3 buổi buổi trước chúng ta học về ăn chay, đúng không? Hầu hết tất cả những người có vấn đề liên quan đến u bướu đều chuyển cắt hết thịt đỏ, nội tạng động vật và chuyển dần ăn sang thịt trắng, đồng thời ăn chay. Đó, tôi cũng không phải là người ăn chay trường, trước đây thì ăn chay trường nhưng bây giờ thì không ăn chay nữa rồi. Tuy nhiên thì tôi cũng lưu ý rằng là trong trường hợp chúng ta không có nhu cầu về quan hệ tình cảm tình dục nữa và cũng không muốn sinh con đẻ cái nữa thì ăn chay rất có lợi, ngoài cái việc đỡ tốn tiền mà lại còn đỡ bị bệnh tật. Ví dụ như bạn Nguyễn Mai này, bạn có vấn đề về sức khỏe là bạn ăn chay trường luôn cả tháng nay rồi, hơn tuần nay rồi, là bạn ấy gửi hàng ngày gửi bữa ăn cho thầy là tất cả các bữa từ sáng đến tối để thầy kiểm tra xem có thừa thiếu gì không, để tránh trường hợp là bạn ấy ăn thiếu thì lại sụt mất ký thì sao, đúng không? Mà trong trường hợp ăn nhiều quá lại béo, nhưng mà béo lại lên toàn mỡ thì toi, dẫn tới là yếu người, đúng không? Thì Nguyễn Mai cứ cố gắng gửi tiếp nhé, tầm khoảng nửa tháng nữa để trở thành một cái thói quen đã, đúng không? Vào ngày hôm sau thì cứ các ngày sau thì cứ ăn tầm 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 đó thôi, cứ đến bữa ăn tầm tầm đó thôi. Thì cái việc quay lại này, cái việc mà để sửa chữa, nâng cấp hàn gắn vá và giúp chúng ta gia tăng sức mạnh thì buộc phải sử dụng đường mỡ đạm thật là hợp lý, chứ không phải là không ăn mà tự có nhá. Ví dụ những người tập gym mà tập như trâu như bò ngày 2 3 4 tiếng mà không ăn thì hôm sau về chỉ có tóp má mà thôi, có còn cái gì đâu. Nhưng mà tập nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi, nhưng mà ăn nhiều vào thì làm sao, người vẫn rất là đẹp mơn mởn mởn nha, đúng không? Tập nhiều không có tác dụng gì nhiều đâu, tập nhiều chỉ là làm sao hành hạ đày đọa thể xác mình thôi, để là giày vò mình, để mình quên đi những cái niềm vui nỗi buồn thôi. Chứ bây giờ người ta có sức khỏe, người ta phải làm việc khác thú vị hơn nhiều chứ, tội gì phải giày vò mình vào những cái động tác nhiều quá, đúng không? Hoặc là vào công việc nhiều quá. Tiếp theo này, tăng cường khả năng miễn dịch, có nghĩa là giúp cơ thể chống chọi lại bệnh tật. Gần đây Hải Phòng nó có cái dịch sốt xuất huyết, đúng không? Nhiều người thì cứ đi chờ yếu quá rồi, bị một hai con muỗi nó đốt xong rồi làm sao bị sốt xuất huyết. Vừa rồi ở cạnh nhà tôi có một người là bị chảy máu cả tất cả trên người, có bao lỗ chảy hết nhá, chảy cả lỗ hậu môn, lỗ bộ phận sinh dục, lỗ niệu đạo, chảy cả mắt, chảy cả miệng, mũi, ở tai cũng chảy ra, nghĩa là sốt xuất huyết mà chảy máu ở khắp người luôn. Đó chỉ có Hải Phòng có dịch thôi, các tỉnh thành khác thì tôi không biết, nhưng mà hiện tại đang dụ ổ dịch rất là to, gần như toàn bộ thành phố luôn, tất cả các bệnh viện ở Hải Phòng phun kín giường, không có giường. Đó. Vậy thì chúng ta không có khả năng miễn dịch là do làm sao? Thiếu các loại axit amin thiết yếu, 3 loại chính là đường, mỡ, đạm. Đúng không? Ăn thừa cũng khổ mà ăn thiếu cũng khổ, chả có tác dụng gì cả, đúng không ạ? Rồi, tổng hợp lại nhá. Các loại axit amin thiết yếu gồm 3 loại chính. Thứ nhất là đường, thứ hai là mỡ, thứ ba là đạm. Đấy chính là axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp ra được thì chúng ta buộc phải ăn vào. Thực ra có 9 loại đấy, nhưng chúng ta chỉ cần đường, mỡ, đạm là nó dư đủ trên 90% rồi. Và tác dụng của những cái loại đó là tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cơ thể tổng hợp cơ bắp, bao gồm cả cơ quan nội tạng, cân bằng nước dịch ở trong người của mình, tác dụng tốt cho máu, cung cấp năng lượng nhiên liệu cho chúng ta lao động và làm việc, duy trì và điều tiết cái lượng hormone ở trong người, đúng không? Có lợi cho sự tăng trưởng phát triển của cơ thể, đặc biệt là chiều cao của trẻ, bổ sung enzyme, có nghĩa là các loại gì ạ, men tiêu hóa và men chuyển hóa,
bảo vệ, sửa chữa cơ bắp mô, có nghĩa là giúp cơ thể chúng ta làm sao tái tạo và trẻ hóa lại cũng như là chữa bệnh. Rồi, thì đó là phần đầu tiên. Các loại axit amin thiết yếu và chức năng nhiệm vụ của những loại axit amin đó, thì có thể cô chú anh chị nghe thấy nó xa xa vời gì gì đó đấy, thì chúng ta lấy một cái ví dụ nhá, để thấy nó rằng là nó rất gần gũi đời sống. Rất nhiều người này cứ nghĩ rằng ăn thức ăn hàng ngày là đủ rồi, làm gì có chuyện ăn thức ăn hàng ngày là đủ rồi. Vậy thì những người giàu có, những người có tiền, tại sao người ta phải mua đông trùng hạ thảo, thông nhung quế phụ làm cái gì, đúng không? Tại sao người ta phải đi tìm những cái cảm xúc mới lạ hay những loại thức ăn đặc biệt làm cái gì? Sao cứ không ăn đường mỡ đạm mãi đi, ăn lên thịt heo cũng đầy, đúng không? Cũng đầy đường đường mỡ, đầy đạm, rồi ăn rau củ quả, rau muống luộc, cứ ăn quanh năm suốt tháng đây, ăn suốt ăn miết như vậy thì lấy đâu ra sức? Có lẽ là trước đây thì chúng ta làm nông nghiệp, đúng không, làm lao động chân tay thì chỉ cần ăn thế là đủ rồi, cần gì phải nghĩ. Nhưng mà bây giờ mình làm con số, mình tính toán tiền bạc, mình phải ăn nhiều hơn cá, ăn cá hồi chứ, đúng không, hoặc ăn những cái loại chất bổ dưỡng thì mới não mình nó mới nảy số nhanh, thì mình mới khôn được chứ, đúng không? Người ta ăn mỗi rau muống luộc mê thịt lợn thì làm sao mà não mà không vận động, hoạt động chậm. Còn có người ta ăn nhiều đồ ngon, đồ xịn sò thì não người ta hoạt động nhanh, đúng không? Đấy, thì vậy thì cái việc mà ăn uống bình thường để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của cơ thể là điều hoàn toàn phi lý nhá, cực kỳ phi lý. Rồi, tôi dừng lại một chút, mọi người có muốn tương tác điều gì không ạ? Các loại axit amin thiết yếu có ba loại chính: đường, mỡ, đạm. Và chức năng nhiệm vụ của những loại axit amin đó, mình mắc ở đâu thì mình sẽ hỏi ở đó. Ví dụ có nhiều người đang mắc cả phần làm sao nhỉ, có lợi cho sự tăng trưởng, muốn tăng chiều cao của con cái mình lên đấy, đúng không? Có người thì cảm thấy khó tiêu hóa các loại thức ăn, đúng không, thì cần phải bổ sung đường mỡ đạm đầy đủ, cân bằng đường mỡ đạm nhá, chứ không phải là cứ ăn bừa bãi đâu nhá. Ăn 40 30 30 và cái gì ăn trước cái gì ăn sau thì mới tạo thành enzyme. Nó giống như là muối dưa đấy, bây giờ mà không biết muối muối sai cách nhá thì chỉ có thối dưa thôi, phải muối dưa đúng cách thì mới thành dưa, đúng không? Đấy, thì cái việc mà phải ăn trước ăn sau thì mới thành enzyme, chứ không phải cứ đổ tọt vào hết vào một cái xoong xong khoáng loạn ấy lên là còn xúc, hoặc là thích cái gì thì ăn cái đấy trước thì cuối cùng làm sao không tiêu hóa được, mình đại tiện ra con chó nó ăn vào nó vẫn béo, ỉa ra nguyên miếng thịt, ỉa ra miếng nguyên miếng cá miếng tôm, có phí không? Ăn chỉ cho ngon miệng thôi, thì phải ăn đúng quy trình nhá, cái gì ăn trước cái gì ăn sau, đúng không, thì mới tạo ra được enzyme. Cũng giống như muối dưa đấy, cái gì làm trước cái gì làm sau, rửa sạch, để ráo nước thật là khô, thậm chí còn vẩy đi, đúng không, nước muối pha cái gì ngâm bao nhiêu ngày, quá ngày thì cũng khú không ăn được, mà thiếu muối thiếu đủ thứ thì lại thối mất dưa, đúng không? Ngâm nước trắng thì là thối dưa là cái chắc chắn rồi. Thì cũng giống như là kim chi đấy, tại sao họ lại ăn kim chi, tại sao mình lại ăn sữa chua, tại sao mình lại ăn mẻ, đúng không? Đó, chứ không phải tự nhiên mình ăn nhá. Hay là tại sao mình lại ăn lại các loại giấm tỏi ớt, đúng không? Thì đấy chính là enzyme đấy. Nhưng mà enzyme tiêu hóa khác nhá, enzyme chuyển hóa khác, hai loại enzyme khác nhau hoàn toàn. Đó. Rồi. Hay là ai đó mà đang bị phẫu thuật, bị loét rách dạ dày, đúng không? Mặc dù cũng chả làm gì, tự nhiên loét rách dạ dày, đau dạ dày đấy, đau dạ dày thì có công thức rồi. Cứ ăn đạm vào, ăn đạm nhá, các loại hạt hạt gì cũng được, ăn bột được thì xịn xò hơn. Vào bữa 4 giờ chiều là tự động làm sao vá cái mô cơ rách cái lại thôi, mà không cần phải uống thuốc, tội gì phải uống thuốc phí tiền ra. Thì cái tiền mua thuốc hay là mình mua thức ăn mình ăn cho nó ngon miệng, đúng không, mà cái dạ dày của mình nó dày lên chứ không không thành cái dạ mỏng. Lâu lâu mà cứ bị đi bị lại 5 3 lần nhá, được cuối cùng được bị HP rồi thôi toang, xong cuối cùng là ung thư dạ dày thôi, chào tráng sĩ, đúng không? Đấy là do mình lười học thôi, thì mình phải chịu thôi, đúng không? Ai đó mà hay ốm vặt ốm vẹo, đau mỏi liên tục, sốt cảm liên tục, một năm là bị đến 1 2 3 lần thì phải chịu khoán đường mỡ đạm tăng lên, và công thức có rồi để tránh trường hợp cứ lại ốm lên ốm xuống thì mệt mỏi lắm, đúng không? Ai đó mà muốn gọi là tăng cơ giảm mỡ, đúng không, thì phải ăn tăng cái lượng đạm lên, có thể là 45% tổng 40 45% tổng cái nguồn năng lượng mà 30 nhân chính trọng lượng cơ thể mình hướng tới đấy, thì làm sao nhỉ, cơ bắp của mình nó săn chắc hơn, trông nó rimmer hơn, đúng không, chứ không phải là người bình thường thì nó cứ nhún 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 xong nó cứ nhão nhão nhão, nó cứ chảy 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 trông chán lắm, ngay kể cả khi mình tập rất là chăm chỉ nhưng mà thịt của mình nó không săn chắc, đúng không? Cân bằng dịch cũng tương tự như vậy, nhiều người trông cũng như thiếu nước trầm trọng đấy, đo máy đo lúc nào cũng thiếu, chỉ tầm 40 mấy% tổng lượng nước trong cơ thể, táo bón quanh năm suốt tháng, đau đầu quanh năm suốt tháng. Đấy là những người thiếu dịch, cơ thể bị thiếu dịch, không cân bằng dịch, cứ ai bị táo bón ai bị đau đầu chứng tỏ đang thiếu dịch trầm trọng. Mà cách xử lý có khó đâu, cần uống nước thôi, đúng không, ăn tăng đường mỡ đạm lên,
đúng theo công thức và hay bị tụt đường huyết đấy, hay bị gọi là máu bị thiếu chất đấy, máu chẳng có chất gì cả, chảy vèo 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 có mỗi cái hồng cầu, máu chỉ là shipper thôi, còn cái các cái chất mà máu cầm đi theo đấy đưa vào tế bào ấy, đấy mới chính là đơn hàng, đúng không? Tôi giải thích rất là nhiều rồi, mạch máu chính là con đường, còn tế bào máu chỉ là shipper thôi, còn các cái chất mà tế bào máu cầm theo ấy, đấy mới là đơn hàng, đúng không? Còn những người máu xấu là máu gì ạ? Chẳng có gì, máu trống, chẳng có gì, đúng không? Có ăn đâu mà có máu, máu có chất gì, phải ăn chứ, đúng không? Và cuối cùng là cung cấp nhiên liệu năng lượng cho cơ thể chúng ta vận động hoạt động hàng ngày. Rồi, mọi người có mắc gì không trong từng phần đó? Thế thì em chưa biết công thức điều trị dạ dày ấy, thầy. Thế thầy nói lại được không? Ôi giời ơi, thầy nói đến mấy lần rồi. Công thức điều trị dạ dày như sau nhá, cứ 4 giờ chiều ăn đạm. Có thể là hai cái lòng trắng trứng cũng là đạm này. Đúng không? Hai cái lòng trắng trứng có thể là đạm nhé. Hoặc một cốc tàu pha. Cái cốc tàu pha rẻ mấy nghìn một cốc thôi, 5.000 một ly to tướng, nửa lít một túi ấy. Đúng không? Tầm 4 giờ, hoặc là mình có điều kiện mình lách cách hơn tí thì mình nghiền một ít bột ra, bột bột từ các loại hạt, hạt mắc ca chẳng hạn, hoặc hạt mè đen, hạt vừng ấy, hoặc là hạt đậu tương, các loại hạt có đạm cho vào rang chín chín lên xong rồi nghiền nó thành bột, xay ra cho ra máy xay bột trẻ con, xay đi xay lại xay thành bột để ăn. Đúng không? Thì cứ 4 giờ chiều ăn thông nhá, tôi dám chắc cam kết luôn 100% khỏe hết, tôi chữa cái bệnh dạ dày chả mất một xu thuốc nào cả, chỉ mỗi ăn là xong. Trừ trường Thầy hợp mọi ơi, người để bị đi bị lại 2-3 lần thì HP thì sẽ khó khỏe hơn, mất khoảng tầm 2 tháng. thế thầy, nhưng mà nếu mà muốn dứt điểm mà chọn á, ban đầu mình sử dụng đạm đen trước nó ổn rồi mình mới dùng đạm thường sau, Ok, chuẩn luôn. chứ không nó ngây như như nhừ lâu đó. Còn nó lai dai lâu, ở đây có bạn Với lại Thanh sử Thủy dụng nhá. thêm nước nước nha đam, nước nội bào nữa, phải sử dụng đều nước nước nha đam nữa thì nó sẽ ổn hơn, nó là trung hóa chứ trong dạ dày nữa. Ok. À, vừa rồi là câu chuyện của bạn Thanh Thủy, từ bản thân bạn ấy trải nghiệm ra. Trước đây bạn cũng chỉ là một người biết thầy qua kênh YouTube thôi, nhưng mà cũng nhiều bệnh lặt vặt quá thành ba bạn mệt mỏi. Nhưng được cái là bạn ấy chịu khó chăm học, chắc là cũng chán và mệt mỏi với cái việc đau ốm mãi rồi. Xong rồi xung quanh người anh em bạn bè họ hàng bố mẹ con cái cứ đau ốm liên tục, thành ra cũng chán. Thực sự chúng ta đều giống nhau hết mà. Trong nhà mà có người ốm mệt mỏi nó có tụt cả năng lượng cả nhà xuống. Mà cái người ốm như mình cũng chả lỡ mắng họ nữa cơ. Họ ốm làm sao họ không cáu gắt cáu bẳn, họ xuống tính xuống nết đó, nên là họ làm tụt cả năng lượng cả nhà xuống, thậm chí họ còn 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 cáu kiểu như vừa nổi điên lên đấy, đúng không? Nhưng mà trong nhà thì những nhiều người mà năng lượng mà thấp thấp một chút đấy thì lại làm sao lại bị cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì mệt mỏi buộc phải học thôi, còn không học mà cứ đi uống thuốc mãi thì chắc chẳng bao giờ khỏi được đâu, cứ lặp đi lặp lại mãi, thuốc chỉ vài ba bữa đỡ đỡ nhưng mà nguyên nhân gây ra bệnh vẫn còn đó mà, đúng không? Đó thì như cái chia sẻ của bạn là uống đạm đen trước. Như rất nhiều người lại dị ứng với thực phẩm chức năng, thì lát nữa tôi sẽ nói chuyện về thực phẩm chức năng nhé. Nghe thực phẩm chức năng úi, chỉ cái bọn lừa đảo, bọn đa cấp nọ kia. Ồ đúng rồi, họ đa cấp đó gì đó, nhưng họ lừa hay không là do mình bây giờ ai mà chả lừa, lừa cả tình đấy chứ, lừa cả tiền chứ, nói chi là lừa mấy cái hộp dinh dưỡng, đúng không? Đó, đầy người bị lừa rồi. Thì làm theo cách tốt nhất là làm theo cái chia sẻ vừa rồi của bạn Thanh Thủy chia sẻ này. Trong trường hợp đau nặng quá có thể là bị đau lại, đi đau lại khoảng 2-3 lần rồi, 2-3 lần rồi nhá, thì đấy là đau nặng đó, thì chúng ta buộc phải uống đạm đen, mà thường uống khoảng 2 lọ là đủ rồi, thừa luôn đấy chứ chẳng là đủ đâu, thừa luôn rồi. Sau khi nó se vào rồi thì bắt đầu chúng ta đổi sang các loại đạm bình thường, ví dụ như ăn hai quả lòng trắng quả trứng, hoặc là ăn các loại hạt có nhiều đạm. Nguyễn Mai hình dung chưa, nhưng nhớ là đúng bữa 4 giờ nhá, đó tầm 2 lọ 1 kg. Người thực việc thực luôn của Thanh Thủy. Thanh Thủy bật cái mic cho xem nào, chạy chia sẻ một chút xíu cho cô chú anh chị. Dạ, nếu mà nói nếu mà dạ dày các bệnh liên quan đến trào ngược hay bật cái van một chiều của dạ dày thì mình sẽ sử dụng đạm đen trước, dùng tầm 2 lọ đi cho nó ổn định vào. Nhưng trong cái thời gian mình dùng đạm đen thì mình sẽ dùng cái nước nha đam nấu với đường phèn đó, em quên gọi nước gì rồi. Xong bắt đầu là mình sẽ kết hợp, sau khi ổn ổn nó bắt đầu sẽ dùng đạm thường, là như kiểu như hoạt đậu nành xay chiều đa phần, uống đậu nành cho nó nhạt, mà nó đạm thực vật nó sẽ an toàn hơn. Bao giờ nó ổn xong thì mình sẽ dùng cái đấy sẽ ổn hơn. Em gì hết ạ. Rồi, ok, tuyệt vời. Rồi, tôi vừa chia sẻ rồi đúng không? Thanh Thủy cũng giống như chị Tuyết Thu này, cũng giống như Nguyễn Mai này. Cứ học đi, thầy vẫn ngồi đây.
trừ khi mọi người chán thầy quá hoặc mọi người lười, mọi người tự bỏ thôi. Còn mọi người ngồi đây thì chúng ta vẫn có đội ngũ, thi thoảng vẫn gặp nhau, vẫn theo dõi nhau và hàng ngày nhắn tin cho nhau, đúng không? Thì cứ hỏi đi, hỏi cả đời cũng được, chả ai thắc mắc gì cả, đúng không? Mà trong trường hợp mình chịu khó học một chút thì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, biết đâu chúng ta trở thành đồng nghiệp của nhau thì sao? Có thêm một nhóm bạn để chơi, mà nhóm bạn như này giá trị quá gì nữa, đúng không? Là những người yêu mến sức khỏe, biết yêu thương bản thân mình và muốn có kiến thức để chăm gia đình của mình. Những người như vậy quá tuyệt vời còn gì nữa, không chơi thì hơi phí. Chả nhẽ đi chơi mấy ông uống rượu, đúng không? Mấy ông nói xấu hàng xóm thì có lãng phí thời gian không, đúng không? Em chào chị Nguyễn Nga nhá. Chào Rồi, ok, chúng ta tương tác tiếp đi ạ. Nguyễn Mai hình dung chưa? Nguyễn Mai ơi, nhớ chưa? 4 giờ. vâng ạ, em nhớ rồi ạ. Rồi, còn trong trường hợp đạm mà thiếu thì bảo thầy. Còn trong trường hợp không muốn uống đạm thì cứ chuyện chịu khó nghiền các loại hạt nát nữa thì cứ nhắn tin cho thầy, hoặc mai nhắn tin thầy, thầy chỉ cho đúng chính xác từng loại hạt một. Đem về rửa sạch đi, xong đem ra lò bánh mì sấy khô lên, xong sau đó đem sang hàng bột trẻ em xay đi xay lại mịn như là bột sữa bột đấy. Thế cứ thế là uống thôi, múc khoảng 2 xìa cho vào cái chai lắc, chứ đừng có nấu sữa hạt làm gì cho nó mất thời gian, đúng không? Sữa hạt là cái thứ nhảm nhí nhất, thật sự là nhảm nhí, mất thời gian lách cách mà lại ít chất, lai dài nhọc lắm, sốt ruột lắm, đúng không? Rồi, ok, mọi người tương tác tiếp đi. Chúng ta chỉ có một tiếng thôi, tại vì lượng thông tin nó rất là nhiều, quan trọng nhất là thực hành. Học nhiều mà không thực hành thì lại quên bài thôi. Thực hành liên tục. Nhà mình đầy người có vấn đề. À, lại nhắc lại một chút để động viên mọi người nhé. Cái công việc của tôi đang làm này, và cũng có thể có một số người cũng đang mong muốn làm. Công việc này thì thực sự là không giàu đâu, nhưng mà chắc chắn là sang. Các cụ nói rồi mà, giàu sang phú quý, nghèo thì chắc chắn là hèn, nhưng mà giàu thì chưa chắc đã sang. Có nghĩa là chúng ta giúp cho người khác khỏe mạnh lên mà mình cũng có quyền lợi, thì đây là một công việc giúp ích cho xã hội, giúp ích cho cộng đồng, vậy thì rất là sang, người ta rất quý mến mình, người ta gọi một tiếng thầy tiếng cô, đúng không? Đó, người ta mình cũng được tôn trọng, thì thôi thì nghèo tí cũng được, nhưng mà cũng thấy sang sang cái con người, nó cũng vui mà. Còn hơn là mình làm những cái công việc mà nó không tốt cho lắm, xã hội người ta cũng không làm sao động viên mà cổ súy nhiều lắm, mà lại còn làm sao làm còn là hỏng cả cái cơ thể của mình, đầy người nhá, trả giá lãng phí sức khỏe và sinh mệnh của mình để đổi lấy một chút tiền thôi để sống, để mưu sinh khổ kỳ luôn đó. Thì công việc của chúng ta là cái công việc làm sao giúp cho người khác khỏe mạnh hơn, rất tốt, đúng không? Tốt cực kỳ luôn. Đặc biệt là bạn Ngọc Anh này, trẻ này, thời gian còn dài này, chịu khó học mạnh vào, đúng không? Chờ đến khi lấy chồng đẻ con rồi nó có một muốn chẳng học kịp nữa đâu, hai ba cháu nhóc tóc tóc nhóc rồi chóe 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 rồi ù tai hoa mắt chóng mặt rồi còn lâu mới học được, đến tầm tuổi chị Nguyễn Mai ba mấy 40 rồi mới tìm học có thì người tết tết rồi còn đâu nữa, đúng không? Thân thể nát bét rồi, sinh hai ba cháu mà không có sự chuẩn bị rồi thì làm sao mà kịp, đến lúc đó mình cuống quýt lên thì chết dở, đúng không? Nhiều cô nhiều chị bây giờ 50 60 tuổi bắt đầu mới học, vất vả kỳ luôn đấy. Ví dụ như lớp mình mới này có chị Tiết Thu này đấy, chị rất là chăm chỉ, sáng dậy tập với thầy đó, xong rồi tối lại ngồi nghe, nhiều tuổi mà người ta vẫn chăm chỉ như vậy, còn mình thì cứ mãi chơi thì chỉ là chết dở thôi, đến lúc cuống quýt lên không kịp, đầy người chả có kế hoạch chuẩn bị gì, sinh con đẻ cái là cứ oạch phát là chửa, oạch cái là đẻ, đúng không? Đẻ đứa thứ nhất, đẻ đứa thứ hai, người tét tét ra bụng người chảy hết ra, vú viếc là làm sao lát bét ra bở tung tóe ra, bụng là còn dạn nó xa cổ cổ tử cung, đúng không? Trông mình nhìn mình còn chán luôn cả mình đứng trước gương mình nhìn mình thấy mình thảm hại vô cùng luôn. Thế thì thôi gì nữa, sau đầy người ta làm sao sinh nở, xong càng sinh nở người ta càng đẹp, chồng người ta quý phái chất ơi là chất, mình chúng nó cũng khổ khổ nó cứ làm lũ làm sao đó, chúng cứ lem nhem đúng không? Có phải thiệt thòi không? Nam giới cũng vậy, nữ giới cũng vậy, quay đi quẩn lại trên dưới 40 tầm xấp xỉ 50 đã tuyệt tét hết rồi cả ra rồi đó, nhiều lắm, già lắm, tôi nhiều bạn lắm, bạn học cấp 3 là trông già ơi là già, mình 40 mấy tuổi trông vẫn còn ổn áp chán, người ta nhìn trông người ta già ok. Mọi người muốn kết nối điều gì không? Thôi Thu, Thu muốn hỏi gì Thầy không? hồi nãy thầy nói buổi 4 giờ chiều ăn cốc tàu pha, đó tàu pha là cái gì em cũng chưa hiểu thầy. Vâng, ok chị. À, tàu pha thì miền Bắc thì gọi là tàu pha, còn trong miền Nam người ta gọi là tàu phớ. Tàu phớ đấy là cái gì, là giải thích như nào nhỉ? Nó giống như là đậu non của Nhật đấy, cái đậu phụ của mình nhá thì là làm dối, còn đậu non đậu của Nhật đấy là làm sao mà
nó đặc hơn và nó mịn hơn, thì tàu pha cũng Yeah. là một dạng làm sao bột bột sữa của cây đậu tương, hạt đậu tương đấy. Cái đấy thì chị cứ ra cửa hàng đậu bán đậu phụ đấy, hỏi cái tàu pha có không, người ta bảo đầy, đúng không? Là em thấy trong siêu thị nó bán có cái cây dài 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 tròn tròn đó hả thầy? Không, đấy Nó là giống như hạt đậu hũ đậu non, đâu, đấy là hạt giống như đậu, đậu hũ non. đậu hũ non, đúng rồi, đậu hũ non đấy đó. Yeah. Những loại đấy mà cho một chút nước đường phèn vào ăn, xong rồi cho để ngăn mát thì ngon chết thôi, mà rẻ lắm, có 10.000 một túi cả lít, uống xong bây giờ hết được 2 hôm hết. Nó cũng ăn nhiều quá không tốt nhá, cái gì nhiều quá không tốt, ăn nhiều quá gút, mỗi ngày mà ăn một bịch như thế chẳng mấy chốc cũng gút, thì lại trả thì lại lợn lành thành lợn què toi, đúng không? Còn đấy là một trong những loại thực phẩm rẻ tiền nhất và lành nhất, gọi là đậu lành mà. Tên là đậu lành luôn mà, tại sao không gọi là đậu đậu ác hay đậu gì đó, có tên luôn mà. Cái loại đấy là gần như chẳng có cái thứ gì độc hại gì cả mà rất rẻ tiền, rẻ ơi rẻ Nhưng luôn, mà chế biến được mấy chục món đấy. thầy cho em hỏi thử, cái đó là ví dụ như hồi 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 trước đây em đã từng bị hội chứng ruột kích thích, nhưng mà đi bác khám bác sĩ thì bác sĩ nói là đừng không được ăn cái đậu nành đó thầy. Thì Hội chứng ruột mình kích thích mà, ok, trong trường hợp mình không ăn cái đấy mình ăn cái khác không sao cả, có rất nhiều thứ ăn được mà đấy. Ví dụ ơi Vậy chị thì cái đạm đen của mình nó có đậu nành không thầy? không ạ, đạm đen là đạm động vật, không có đậu nành, còn hầu hết tất cả những loại đạm thực vật thì hầu hết đều có đậu nành hết đó. Đạm động vật nó không có đậu nành, đúng không? Nhiều loại đạm lắm, chị có thể tập gym ấy thì chị có hỏi những người ta bán đạm gym nhiều lắm. Nhưng đạm gym có hai loại đạm nhá, một loại đạm là gọi là đạm mà gọi chất lượng tốt đi thì thường làm bằng ức gà, còn đa phần các loại đạm mà được làm bằng nội tạng động vật đấy, chân cổ cánh ấy, thì rất là rẻ, một xúc bằng xẻng luôn đấy. Có thời vận động viên này thầy đi mua lấy xẻng xúc xúc này, 2 cân một xẻng, 2 cân xẻng xúc chục cân, mỗi cân có vài nghìn đồng, 7-8 nghìn, rẻ lắm đấy. Mình mua những cái loại đạm đấy về thì ăn nó nóng quá, nhiệt nở miệng mới mất nó đó. Thì tốt nhất là ăn những cái loại đạm của hãng, dễ lắm, dễ mua rẻ mà. Tăng cơ giảm mỡ đó, ok, không nhất thiết phải ăn đậu nành nhé chị nhá, chị Thu nhá. Có thể ăn hạt mắc ca mỗi một buổi chiều khoảng 4 giờ đấy, ăn khoảng tầm 5-6 hạt, thế là thoải mái, thừa này, dăm hạt thừa. Đó, uống thêm một chút nước nữa, thế là xong. Buổi tối chả thiết ăn mấy đâu, ăn nhẹ tênh. Và bất kỳ ai ăn bữa 4 giờ nghiêm túc nhá, buổi tối đều ăn ít. Và ăn ít thì được thêm cái combo bé bụng. Đúng không? Tốt thế tội gì không làm. Chứ còn hầu hết các ai không ăn 4 giờ thì bữa tối ăn rất là nhiều. Và ăn nhiều thì chắc làm sao có bụng ấy thôi. Nhất là ăn muộn sau làm sao 7 giờ tối thì còn to nữa. Đúng không? Rồi mọi người tương tác tiếp đi ạ. À, muốn tương tác điều gì không ạ? Mọi người khá là quan tâm tới các việc, các vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình, thức ăn để chữa bệnh. Thì vừa rồi tôi liệt kê ra 8 cái bệnh bình thường đúng không? À, 8 cái nhu cầu bình thường đúng không? Hầu hết phụ nữ bây giờ mà khỏe mạnh một chút thì rất là quan tâm đến cái việc là tăng cái lượng cơ bắp của mình lên và giảm cái lượng mỡ của mình xuống. Thì buộc phải ăn theo con số rồi. 30 nhân với cân nặng của mình là ra cái lượng calo mình cần ăn cả ngày. Và thay vì chúng ta để 30% tổng lượng calo đó được lấy từ được đạm thì chúng ta tăng thành 40% đi. Nhưng mà phải chuyển thành các loại đạm làm sao? Đạm lành, đạm ít độc tố, thì tự động là người mình nó săn chắc hơn thôi. Ví dụ như lớp mình là Thu là thịt hơi mềm nhá. Ví dụ như em còn trẻ trẻ như vậy thịt mềm như thế là được, vẫn còn ngon. Nhưng mà tầm khoảng 4 5 tuổi nữa thì nó là nhũn đấy. Là nhũn đấy thì chuẩn bị thay đổi tăng lượng đạm dần lên đi để tránh cái lượng thịt của mình nó bị nhũn. Ví dụ như là nhung thì lại bị thiếu cơ đấy, bị thiếu cơ thì lại mềm quá, trùng trùng gọi là trùng cơ, nó tăng lên khoảng vài ký cơ nữa thì chất lừ luôn, mặc dù rất là khỏe, biên độ dao động cơ rất là tốt, của khớp rất là tốt, đúng không? Rồi rồi có ai muốn tương tác điều gì nữa không? Không thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Phần này rất là quan trọng, liên quan đến tư duy của mình. Liên quan đến tư duy nhá.
Đến cả ngay bây giờ ở lớp của tôi, lớp buổi chiều ấy, lớp ọp ấy, có một chị tên là chị Hiền. Chị đang làm trong bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Bệnh viện Việt Tiệp nhá, không đơn giản đâu, mà là khoa Đông y. Khoa Đông y nhá. Có nghĩa là bác sĩ ở khoa Đông y đấy. Nhưng kiến thức về dinh dưỡng cũng chẳng có. Lý do tại sao thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Ai cũng chỉ làm tốt được cái công việc của mình đã là khó rồi, mà lại còn có cái chuyên môn sang việc khác nữa thì càng khó. Mặc dù bản thân là bác sĩ đông y nhé, mà còn không biết được rằng có bao nhiêu loại thức ăn. Thì bây giờ giả thiết nhé, có bao nhiêu loại thức ăn, đặt một câu hỏi, có bao nhiêu loại thức ăn. Chúng ta thường chỉ biết là có bao nhiêu loại món ăn, đúng không? Thí dụ như món ăn được chế biến từ cá, từ thịt, từ rau, từ củ quả, hột hạt, thì có bao nhiêu loại động vật, thực vật, thì chúng ta nói luôn cả đời chúng ta liệu đã ăn được lên tầm 200-300 món chưa? Chưa chắc đâu nhá. Có người chỉ có loanh quanh đi loanh quanh quẩn lại, giỏi lắm thì rơi vào tầm khoảng 30 món từ bé đến tận bây giờ. Rất hiếm khi được ăn những món gì lạ, đúng không? Đấy là những món ăn, có bao nhiêu loại món ăn thì đúng hơn. Còn thức ăn nhá, có bao nhiêu loại thức ăn thì đầy đủ chi tiết này. Chúng ta có bao nhiêu bộ phận thì có bấy nhiêu loại thức ăn. Đúng không? Cụ thể luôn nhá. Xương nó có ăn cơm không? Xương không ăn cơm. Xương ăn canxi. Đúng không? Xương ăn đạm chứ có ăn cơm đâu. Tóc của chúng ta có ăn mỡ không? Có ăn cơm không? Không. Tóc ăn đạm. Mắt của chúng ta ăn cái gì? Mắt ăn đạm, ăn dầu cá. Đúng không? Da của chúng ta có ăn cơm không? Không. Ăn collagen. Có nghĩa là có bao nhiêu bộ phận trên cơ thể thì có bấy nhiêu loại thức ăn. Và bây giờ mọi người gọi chung là thực phẩm chức năng. Cách đây tầm khoảng 10 năm nhá, những người bán thực phẩm chức năng là bị xã hội kỳ thị cực kỳ luôn đấy. Phần vì để bán thực phẩm chức năng, bán được thực phẩm chức năng là phải có trí tuệ rất là tốt, giỏi thì mới giải thích được. Còn người bình thường, người đa phần những người bán thực phẩm chức năng là những cái người mà nghèo nghèo ấy, không có vốn, chỉ chịu khó học một chút xong sau đó là mua về bán thôi. Thì bán buôn như vậy lâu dần dẫn tới là xã hội người ta kỳ thị những người bán thực phẩm chức năng. Tuy nhiên là chỉ miền Bắc thôi nhé. Đấy, miền Nam họ học rất là nghiêm túc. Đó, miền Bắc, người miền Bắc là hay cái kiểu chột giật, thành ra là bị mang tiếng. Nhưng bây giờ đây gần đây đấy thì mọi người có để ý thấy một loạt các nhà thuốc Long Châu không? Nhà thuốc ấy, nhà thuốc gì nhỉ? Bác sĩ Thu. Một loạt nhà thuốc gì đây, có phải Long Châu Đúng rồi thầy ạ. không? Ok, họ bán thực phẩm chức năng là bao la ngút ngàn đúng không? Giờ dập trời thực phẩm chức năng. Trước đây thực phẩm chức năng chúng ta không sản xuất được hoặc là khó sản xuất. Nhưng bây giờ chỉ cần đặt cái đơn hàng thôi là tự nhà máy nó phọt ra cái gì cũng có. Phụt ra luôn. Vèo. Tôi công ty của chúng tôi đang có cái sản phẩm là dưỡng khớp Hataki 80 triệu. Một đơn hàng đặt tên Hataki thuộc về công ty, thuộc về liên đoàn yoga thành phố Hải Phòng. Dưỡng khớp Hataki chỉ có 80 triệu ra được một đơn hàng luôn. Đúng không? Đơn hàng gồm mấy chục nghìn hộp ấy. Dễ không? Mọi người thích thì đặt một cái đơn hàng dầu cá hay cái gì đó, tiền nào của đó. Vấn đề gì? Rẻ lắm. Rẻ ơi rẻ, còn bán ở ngoài ấy, cũng đắt lên đâu 6-7 lần. Tùy từng loại. Đắt kỳ luôn. Chúng tôi mua loại dầu cá rẻ rẻ chả muốn trả tiền, rẻ quá. Ừ, cả trăm viên chả kỳ luôn. Nhưng khi chiết khấu đi chiết khấu lại rồi nhá, chả còn bao nhiêu cả. Đấy, người tiêu dùng trả hết. Đó. Thì những cái nhà thuốc đó là họ đang phân phối không chỉ là bán thuốc đâu nhá, họ toàn bán thực phẩm chức năng thôi mới lãi. Còn bây giờ những người mà hiệu thuốc bán thuốc ấy chả có được bao nhiêu đâu, chả được bao nhiêu tiền đâu, cứ phải vào đơn xong gửi ngược lên trên đấy. Tôi không nhớ chính xác nhưng hình như là cũng phải là vào đơn vào máy tính xong người ta kiểm tra liên tục ấy, không phải hiệu thuốc kiểm tra đâu, cũng người quản lý về cái phần mềm đó để kiểm tra đấy, chứ mà thích thuốc gì là bán thuốc đấy đâu nhá, bán thực phẩm chức năng bây giờ mới lãi. Ừ. Thì cụ thể như sau nhá, chúng ta bị đau lưng đau xương khớp thì có nghĩa là chúng ta bị thiếu canxi. Mình không ăn canxi cho làm gì ạ? Xương khớp của mình. Trước đây khi còn trẻ thì mình ăn làm sao? Đường mỡ đạm là nó tổng hợp ra canxi rồi. Nhưng bây giờ chúng ta ăn vào không có tổng hợp ở đâu. Cái bộ máy của chúng ta nó sọc sạch, nó xô lệch, nó kém đi rồi. Đầy người không những không tổng hợp được còn đào thải nữa cơ. Đào thải luôn canxi luôn. Luôn luôn quanh năm suốt tháng đau ốm, lưng đau mỏi đầu, đủ các loại. Đúng không? Thậm chí chuột rút. Hôm nào đó chúng ta mệt mệt đi ngủ hay bị chuột rút ấy. Đấy bị tụt canxi, đúng, mất canxi. Đó. Mắt của chúng ta muốn nhìn rõ đúng không thì phải ăn dầu cá chứ không phải ăn cơm đâu, ăn đường mỡ đạm đâu, đúng không? Da chúng ta muốn đẹp thì phải uống collagen. Da dày chúng ta muốn khỏe mạnh thì phải ăn đạm một bữa 4 giờ, đúng không? Đó, trong cơ thể của chúng ta có bao nhiêu bộ phận thì có bấy nhiêu loại thực phẩm cho những loại bộ phận đó.
chứ không phải các ăn mỗi đường mỗi đạm là có đâu nhá, đúng không? Thì đến một cái độ tuổi nhất định rồi, cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp ra được nữa. Chắc lúc khi chúng ta còn trẻ còn khỏe thì sẽ tổng hợp ra được khoảng tầm 100%, nhưng 40 tuổi thì chỉ còn tổng hợp được khoảng tầm 6-70% thôi. 7-80 tuổi thì chỉ còn tổng hợp được 30% thôi, thì lúc đấy là buộc phải làm sao, uống thôi. Thì cũng giống như chị Tuyết Thu bây giờ, trước kia thì sườn sụn ấy, sườn sụn mấy chân gà nhai rộp rộp rộp, thậm chí nhai cả đá 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 viên đá uống nước ấy, nhưng bây giờ răng mình kém nó nứt nó vỡ hết rồi thì phải làm sao, ăn các loại thức ăn mềm thôi. Đó thì thức ăn mà chúng ta ăn vào hàng ngày là thức ăn cần là thức ăn dạng thô, là cần phải nhai, cần phải tiêu hóa. Còn khi mà chúng ta uống thuốc ấy hoặc là uống thực phẩm chức năng ấy là làm sao, viên nang viên nền, viên nang nhá, viên nén và viên làm sao dạng nước dạng bột, thì uống đến ực cái chỉ rơi vào 1-2 phút là nó đã đi vào mà tận trong tận máu rồi, thậm chí đến tận tế bào rồi, chỉ tầm 1 phút thôi đã đi vào tận tế bào rồi. Vậy thì rõ ràng là thực phẩm chức năng có tác động rất là lớn, đúng không? Còn ai mà không dùng thì chắc chắn là còn nghèo, nghèo lắm, nghèo lắm, nghèo lắm, cũng chẳng có tiền mà mua thực phẩm đâu. Ừ, họ cứ bảo rằng là không tốt, không tốt, thực ra là cũng chẳng có tiền mà mua mà. Đó. Ít nhất là mua canxi uống mà còn 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 chấp niệm vào cái việc là không có tác dụng gì đâu thì chịu. Những người đó người ta cổ lắm rồi, kệ người ta thôi. Còn mình thì phải ý thức được cái điều đó để tránh trường hợp cứ đau lưng xong bảo cứ thầy ơi cái bài tập gì chữa được bệnh đau lưng, thì thầy nghe thầy cũng mệt mỏi lắm. Đó. Bài tập là chữa được nhưng vẫn phải ăn uống hàng ngày, và cái thói quen gì tạo ra cái bệnh đó thì phải thay đổi đi thì nó mới khỏi được chứ, đúng không? Ok rồi, tôi dừng lại một chút nhá. Vậy thì bây giờ ai có vấn đề gì về bộ phận nào đó thì chúng ta tương tác để có tìm ra được những loại thực phẩm chức năng cho bộ phận đó. Ừ, em muốn hỏi một câu. Ok. Tức là em gặp một trường hợp đó là da nó cứ kiểu như nó vảy vảy lên ấy. Sau khi em cho ăn cân bằng đường vừa đạm này, với đề tập luyện thì em cảm giác da ổn hơn, nhưng có phải nó là thiếu dầu cá không thầy? Da đấy thì liên quan đến các cái bệnh liên quan đến viêm nhiễm virus vi khuẩn rồi, có thể là vẩy nến, cũng có thể là da nấm. Không phải vậy, đến tại da nó hơi có cái độ mà tế bào chết nó hơi bong bong nhẹ thôi, hơi nhẹ thôi thầy, rất là nhẹ luôn, Ồ. đẹp người luôn. Vậy thì là có nghĩa là cái quá trình mà các tế bào nó chết nhanh hơn mức bình thường, có thể Đúng là rồi cơ thầy. thể bị suy kiệt hoặc là ăn không đủ chất dẫn tới là cái tế bào da nó chết nhanh hơn mức bình thường. Thì em cho ăn cân bằng vào thì tế bào nó khỏe mạnh hơn thì nó lâu chết hơn. Ví dụ Em bây giờ thì tế bào da sống trong vòng được khoảng 90 ngày thì mới bong. Nhưng mà bây giờ thì làm sao nhỉ? Cũng giống như khi mà mùa đông đấy, chúng ta hay bị khô môi, hay bị nứt môi, nẻ môi đấy, đúng không? Mà mặc dù là buổi sáng, buổi chiều môi mình vẫn bình thường nhưng buổi chiều nó nứt rồi. Có nghĩa là làm sao? Bị chết nhanh do bị các yếu tố tác động, có thể là thiếu dinh dưỡng, không kịp làm sao cung cấp năng lượng nhiên liệu để sửa chữa thay mới, hoặc là do môi trường tác động mạnh quá dẫn tới điều đó, hoặc là do chuyển hóa kém. Đúng có không? cần bổ dầu cá không thầy? Dầu cá thì chủ yếu là dành cho mạch máu là chính thôi, nhưng có thì tốt, mạch máu thì cứ cứ mạch máu khỏe là ok. Em thấy da ổn hơn, được đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm, đẹp lắm. Này ngon quá, chúc mừng em, uống mạnh vào, nhà có điều kiện tội gì không bụng, nó không có sao đâu. Em biết rồi. Cảm ơn. Ok, cô chú chị muốn tương tác điều gì không? Các loại thức ăn và mỗi một bộ phận trong cơ thể của chúng ta ăn một loại thức ăn. Ví dụ như ở lớp mình có anh Nguyễn Văn Toàn, anh Toàn này, à, chào anh Toàn nhá. Như giả thiết như anh mới thầy là đàn ông, thường thì đàn ông trong độ tuổi tầm khoảng 45 47 trở lên thì bắt đầu nỗi lo trong cuộc sống khá là nhiều, stress căng thẳng dẫn tới là cái nhu cầu sinh lý bị giảm đi một chút, mặc dù không phải là mình yếu đâu nhá, mà là do mình căng thẳng mệt mỏi stress dẫn tới là mình bị tụt yếu. Thì cần phải có những cái loại thực phẩm để tăng cường lên, đúng không? Ví dụ như mình ăn thêm gọi là tinh chất hàu, ăn tinh tinh chất hàu, viên tinh chất hàu nó chỉ là cái con hàu người ta nghiền nó thành bột thôi, ăn vào gọi tinh chất hàu nghe cho sang mồm, thực ra là mình ăn bột hàu, đúng không? Hoặc ăn thêm kẽm, kẽm thì cũng có rất nhiều trong các loại hàu sống hoặc các loại thức ăn có kẽm, đúng không? Thì để làm gì, để tăng cường cái kích cho mình lên nhiều hơn mức bình thường một chút, thì mình ăn nhiều rồi thì mới có, đúng không? Thì mình cảm thấy rằng là thoải mái dễ chịu, và mình cảm thấy rằng là không bị mệt mỏi quá mà nó có một chút cảm xúc đó. Đấy là tránh cái trường hợp là làm sao mình ăn mỗi cơm mới đường mới mỡ mới đạm xong mình bảo phải sao lại mình yếu, thực ra không phải mình yếu mà là làm sao mình căng thẳng, mình mệt mỏi, mình suy chết hay là mình gì đủ thứ, thành ra là những cái bộ phận mà ít cần thiết nó cắt phén đi luôn, cơ thể mình nó rất là khôn. Khi nó thấy rằng là mình có vấn đề về sức khỏe hoặc tâm lý thì tự động những cái bộ phận mà ít cần thiết nó sẽ cắt hết đi,
Có nghĩa là không cho tác dụng vào đấy nữa, không dồn năng lượng đấy nữa, mặc dù năng lượng chúng ta vẫn có đầy. Thì cái việc mà chúng ta ăn những loại thực phẩm chức năng là làm sao nhỉ? Để đáp trực tiếp vào chỗ đó luôn. Đúng không? Để giúp chỗ đó nó hồi phục nhanh hơn. Chị em quan tâm bên da đúng không? Ăn collagen tự nhiên thấy da mình nó mịn mịn, nó mướt mướt hơn. Nó ướt át hơn. Đúng không? Chị em quan tâm đến nội tiết của mình. Nước non nó phải nhiều nhiều một tí đúng không? Chứ nó cứ khô ráo thì mình cũng thấy chán, mình nhìn mình cũng chán mình. Thế sau khi bổ sung thêm hormone chút lại thấy mình người mình cơ thể mình nó mềm mềm hơn, thịt da thịt mình nó thơm hơn, mùi mồ hôi của mình nó cũng thơm hơn, nó dễ ngửi hơn. Đúng không? Đó. Những loại thực phẩm chức năng là như vậy, nhiều kỳ luôn. Cho nên đừng có bám chấp vào việc là cứ ăn thức ăn hàng ngày là đủ chất nhá. Chỉ có những người rất là nghèo, thực sự là nghèo lắm, lại cộng với kiến thức người ta hạn chế nữa, thành ra là họ sợ mua nó tốn tiền, nhất là người già đấy. Người già thích ăn uống thực phẩm chức năng lắm, bảo cái gì uống cái gì khỏe mạnh thích lắm, nhưng mà tiếc tiền, thành ra cũng chỉ uống gọi là cầm chừng cho đủ thôi, lâu lâu góp được một tí trông vậy thôi. Lớp tôi đầy người cô chú anh chị vẫn còn đi du lịch xoạch xoạch, một năm mỗi một hai lần, mỗi lần vài triệu đấy, mà hai lần đấy mà cũng phải góp đi góp lại từ 4 5 triệu, 4 5 triệu, uống cả năm không hết, cả năm thực phẩm chức năng uống không hết, làm sao hết được 5 triệu bạc, uống bao giờ mới hết được đúng không? Hai lọ dầu cá to tướng thì uống cả năm luôn 2 triệu bạc đúng không? Vitamin tổng hợp giả beo triệu uống cả năm đúng không? Canxi cũng vậy, có mấy trăm nghìn một hộp, 500 nghìn một hộp, khoảng tầm 100 triệu thì uống cả năm. Chủ yếu là chúng ta uống glucosamine, canxi, dầu cá, vitamin tổng hợp. Đấy, mấy cái món đấy là chính. Glucosamine này, canxi này để dành cho xương. Đó, cái đấy là ưu tiên hàng đầu. Còn đạm gì trong trường hợp chúng ta tự chế biến ở đấy mà. Nhất thiết là phải mua. Chỉ trường hợp tổn thương rồi thì mới mua thôi. Rồi, mọi người muốn tương tác điều gì nữa không ạ? Thức ăn cho từng bộ phận cơ thể. Ai đang mắc vấn đề gì, bộ phận cơ thể gì mình mà hơi yếu yếu thì tôi đầy các loại thực phẩm, thậm chí là chỉ mọi người chủ động mua được từ các hãng thực phẩm chức năng khác nhau, cam kết có hiệu quả nhá. Ví dụ tôi là nam giới, tôi biết khá là nhiều các cái sản phẩm dành cho nam giới. Cụ thể hãng Siberi là hãng của Nga, vừa rồi thì có mấy cái vấn đề về luật của mình, chưa họ không tuân thủ luật của mình, thành ra họ bị tạm dừng không được bán sản phẩm ở đất nước mình nữa. Không phải là do hàng bóng không tốt nhá, mà là do họ chưa hiểu luật của mình, thành ra là họ kinh doanh sai. Chưa, họ có một cái sản phẩm viên kẽm, có là cái bộ sản phẩm kẽm sinh lý nam giới xịn lắm, siêu xịn sò luôn, tôi trải nghiệm hết rồi, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó thì đấy là sản phẩm kẽm của nam giới. Còn bây giờ thì sản phẩm kẽm thì Việt Nam sản xuất nhiều lắm và giá rẻ, rẻ hơn nhiều, cũng tầm 500 nghìn một lọ, dùng thoải mái. Đúng không? Cảm nhận đến ngay mà, dùng cảm nhận đến ngay mà. Đó. Còn trong trường hợp ai đó có vấn đề về tim mạch thì mua của hãng Herbalife. Với các sản phẩm tim mạch của Herbalife gần như là vô địch luôn, được giải Nobel rồi mà. Các sản phẩm đạt giải Nobel thì không phải đơn giản đâu, đúng không? Đấy, còn có một số hãng khác thì mỗi hãng là có một vài sản phẩm ưu việt. Đấy. Còn cái dạ dày thì dùng cái đạm đen của Herbalife thì cũng là vô địch luôn, đúng không? Còn canxi thì chúng ta sử dụng ở các hãng khác nhau đều tốt tương tự như nhau, miễn là canxi thủy phân và là canxi hữu cơ được làm từ rau củ quả hạt đó. Còn cái bổ khớp nhiều lắm, thực phẩm chức năng vô cùng nhiều luôn, sáng mắt cũng đầy các viên về mắt. Ai đó mà đang tầm 4 độ mới 5 độ ấy, nhìn nó có nhòe 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 đấy, uống vào tự nhiên thấy làm sao nhìn nó rõ hơn, hình ảnh nó không bị nhòe, thế có nghĩa là tốt đúng không? Đấy chứ ăn cơm ăn cá cá kho thịt rang cháy cạnh thì làm sao mà có, đúng không? Rồi, tôi tổng kết lại nhá. Buổi ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu được về các loại axit amin thiết yếu và tác dụng của những cái loại đó, đúng không? Những cái loại đó là cơ thể không thể tự tổng hợp được, buộc phải ăn từ ngoài vào. Và những loại đó là nền tảng để tạo ra các loại khác. Ví dụ chúng ta không cần phải uống vitamin tổng hợp, nhưng cơ thể của chúng ta ăn đường mỡ đạm vào và tự nhão nhào vào phân tách ra thành các loại vitamin. Tại vì trong thịt cũng có vitamin, đúng không? Cũng có dầu, cũng có mỡ. Trong làm sao? Các loại rau củ quả cũng có rất nhiều vitamin. Trong các loại cơm cũng rất nhiều vitamin nhóm B, cực kỳ nhiều luôn. Thì tự động cơ thể chúng ta sẽ phân tách ra và tạo thành vitamin tổng hợp, đúng không? Việc của chúng ta chỉ cần ăn đường mỡ đạm đủ theo công thức 40, 30, 30 và cái gì ăn trước, cái gì ăn sau. Chứ không phải ăn loạn xạ lẹn lẹn xinh beng đâu nhá. Ăn đúng cách, cái gì ăn trước, cái gì ăn sau thì mới tạo ra enzyme được.
cái gì ăn trước, cái gì ăn sau mới tạo ra được enzyme được. Và cái tuyến nước bọt của mình, cái tuyến tỳ vị của mình ấy, nó mới nhận biết được thức ăn, ăn nó mới không bị bã mồm. Đúng không? Chứ nhiều người ăn nó cứ đắng ngắt cả miệng ấy. Nhiều người cũng chả thiết ăn nữa. Rồi phần tiếp theo là các loại thức ăn khác nhau nhá, thì cứ mỗi một bộ phận lại ăn một loại thức ăn khác nhau, chả có liên quan gì với nhau cả. Thì cụ thể tôi lấy cái ví dụ rồi, như tôi với anh Toàn trong lớp là nam giới, và tôi với anh Toàn thì chắc chắn là trải nghiệm rất là nhiều về vấn đề sinh lý nam giới, đúng không? Thì cần phải có thức ăn dành riêng cho bộ phận sinh dục. Chị em cũng vậy, chúng tôi cũng vậy. Chị em cảm thấy nội tiết của mình kém, chu kỳ kinh của mình nó không bình thường thì phải buộc uống các thuốc nội tiết vào, đúng không? Thì để giúp làm sao cái chu kỳ của mình nó trở về cái trạng thái bình thường, chứ không nó hỗn loạn nên chết dở, đúng không? Thì các bộ phận khác cũng tương tự như vậy nhá, chứ không phải ăn cơm mà ra. Và để mà có kiến thức để vận hành và sử dụng được một cách cực kỳ hiệu quả các loại thực phẩm chức năng đó thì chịu khó học tiếp thôi, cứ mỗi ngày học một chút, mỗi ngày học một chút, mỗi ngày nghe chút, cứ bật cái mic cam lên, xong mà còn không thích thì cứ tắt mic, tắt hình ảnh đi, nghe cũng có sao đâu, đúng không? Ok, tôi dừng toàn bộ kiến thức chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Đó, có mọi người muốn tương tác điều gì? Lắc 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 tay. Ừ. Có ai muốn tương tác điều gì không? Ừ. Thật thầy ạ. À. Alo ạ. Ok, chào Năm nhá, chào Bùi Bùi Năm. Vâng, thế chào thầy. Em hỏi một chút là em bị cái tình trạng là cái phần gọi là dưới của cái nưng ở gọi là cái phần đốt sống cùng ở dưới nưng ấy bị đau. Thì nó cái tình trạng này nó rơi vào tầm cách đây tầm khoảng gần 1 tháng. Và một phần là em cảm nhận đấy là một phần là do mình cũng bị áp lực, công việc cũng bị áp lực rồi làm mình cũng ít vận động hơn nên thành ra bị như thế. Mặc dù là trước đây là em không có tiền sử gì về bệnh đau lưng cả, kể cả trong thời kỳ mang bầu sinh con các thứ cũng không bị và cũng không bị tình trạng khó ngủ, nhưng mà hiện tại thì bị cái tình trạng là đau cái vùng sống lưng ấy và nó khá là đau, nỗi mà em phải đi như ở một số nơi mà ở ngoài quán người ta có xoa bóp và có đắp Vật thuốc lý trị ấy, liệu đúng để không? cho, nhưng mà nó chỉ gọi là nó chỉ đỡ một vài ngày thôi. Thì em hỏi là mình có điều chỉnh về ăn uống như thầy có chia sẻ buổi hôm nay không, và em hỏi ngoài một chút là mình đau như thế thì mình có thể tập yoga hay là những cái động tác bình thường không, tại em thấy người ta bảo là nếu mà đang đau như thế, tức là đau thì em đi xoa bóp thì nó đỡ rồi nhưng mà nó vẫn còn khá là cứng, người vẫn còn khá là cứng, thì liệu mình có thể tập được các động tác không, vì em thấy người ta bảo là không không nên tập gì bởi vì nó sẽ đau đớn hơn kiểu như thế. Ok, cảm ơn em nhiều. Rồi, trước tiên Dạ nhá. vâng. Trước tiên ấy, tốt nhất là em đi chụp X-quang đi, xem nó có bị xô lệch đốt sống không. Nếu như không bị xô lệch đốt sống các thứ thì không cần phải chữa, tự nó cũng khỏi. Em tập linh tinh xà beng cũng khỏi, chẳng tập cái gì cũng khỏi. Tự nó sẽ khỏi, có thể là Vâng. chỉ bị viêm cơ nhẹ. Còn trong trường hợp mà đau đến dẫn tới mất ngủ ấy thì có thể là nhẹ nhất là bị viêm cơ rồi. Viêm với cơ ở đó có thể là do ngồi nhiều hoặc đứng nhiều. Đúng không? Vâng. Đó, còn trong trường hợp mà bị xô lệch đốt sống thì cần phải nghiêm túc chữa trị để tránh trường hợp làm sao nó chèn dây thần kinh dẫn tới khó ngủ, mất ngủ thì càng ngày càng tăng nặng lên, rất là vất vả. Có nghĩa là À. mình cũng chưa biết chắc là tại sao mình lại bị đau, còn khi quá trình mà em đi xoa bóp bấm huyệt đấy, rác hơi rồi là làm gì gì đó đấy, thì chỉ là làm mềm cơ thôi, giúp máu huyết lưu thông thì em cảm thấy dễ chịu là đương nhiên, đúng không? Còn đúng là trong Vâng. trường hợp đau cấp thì không cần tập gì cả, tại vì tập thì cũng không giống, cũng khác gì là đi massage vật lý trị liệu đâu. Đấy, có điều là khi mà người ta Vâng. massage vật lý trị liệu cho mình thì người ta sẽ làm nhẹ nhàng và chăm sóc mình hơn. Người ta có chuyên môn, người ta giúp cho mình làm sao dễ cảm nhận cơ thể hơn. Còn khi mình mới tập thì đôi khi mình tập lung tung linh tinh. Nhiều khi mình tập mình cũng không tập trung, dẫn tới là cái lực có tác động và có thể là mạnh hoặc nhẹ quá, dẫn tới là mình bị đau. Vậy thì giải pháp tốt nhất là chụp X quang chỉ 100.000 thôi. Ở đâu bây giờ cũng 100.000 hết. Chụp cho tôi cái đốt thắt lưng ở chỗ đấy đây, chỗ đấy chụp xem nó có bị xô lệch gì không. Hai ba mặt, mặt phải, mặt trái, mặt trước, mặt sau. Ba mặt là đủ rồi, mặt sau này, mặt hai bên, thế là xong. Đấy, sau khi biết được rồi thì chỉ cần không xô lệch các đốt xương thì có giải pháp dễ lắm. Ok nhá. Cách tốt nhất là cách như vậy, chứ cứ Dạ vâng. chiếu mà cứ đi bóp rồi bóp thì phí tiền, cái công đi bóp cũng mất 100.000 còn đâu nữa. Vâng, nhưng mà em hỏi chút mà là em bóp thì tức là em làm khoảng 3-4 hôm thì nó đỡ, nó đỡ đỡ nhưng mà tất nhiên người mình không không mình cũng do mình lười vận động nên nó không dẻo ra, nhưng mà sau đó khoảng 2-3 tuần thì nó lại quay trở lại cái tình trạng đấy.
Dạ. Thì em Đúng. cũng có thể là không chắc là em đã bị ảnh hưởng, em sẽ đi chụp, mai sẽ đi chụp nhưng mà chắc là có thể không bị ảnh hưởng, tại vì khi mà em xoa bóp thì em thấy là nó cũng hiệu quả, nó cũng phải được khoảng 70-80% ấy, tức là mình không phải là kiểu lúc nào mình cũng đau, mình xoa bóp tầm cách 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 ngày ra mình xoa bóp tầm khoảng 3-4 lần thì mình thấy nó khá là đỡ, nó gần như cũng khỏi. Vậy thì Dạ. hỏi một chút xíu, hiện tại bây giờ công việc của em đang làm gì? Dạ, em làm văn phòng ạ. Rồi ok. Vậy thì nguyên nhân gây ra bệnh thì hầu hết đều là do ngồi nhiều hoặc là đứng lâu. Ngồi Vâng. nhiều hoặc đứng lâu. Thì nguyên nhân bệnh rồi thì chúng ta chỉ cần để thay đổi cái nguyên nhân đó thôi thì tự động bị sẽ hết. Thì nghe em chia sẻ sơ qua là mỗi lần đi xoa bóp nó sẽ đỡ được cả là 1 đến 1 2 tuần, như vậy thì cái tình trạng của em rất là nhẹ. Em chỉ cần tập linh tinh vào lớp đại nào đó thôi, vào đại với lớp nào đó, ví dụ vào lớp Zoom của tôi, thì tôi có thể cam kết đến Vâng. 80-90% là không bao giờ đau nữa. Tại vì nguyên nhân gây ra bệnh chúng ta sẽ chữa từ nguyên nhân gây bệnh, chứ chúng ta không làm sao đi tìm giải pháp để xử lý vấn đề. Ok. Đấy, hoặc là em có thể thích cái Vâng. môn gì đó mà em tập là được. Ngồi nhiều quá thì đến cái tuổi rồi nó phải thế Thầy thôi. ơi. Thầy Ok. ơi, em cảm ơn thầy. Thế Dạ. Em thầy Kim Toàn một tí. Khả năng bạn này ngồi sai tư thế đấy thầy ạ. Rồi, ngồi vẹo phải vẹo Ngồi trái sai tư thế còn lưng mèo. còng quá. Thế giải pháp bây giờ bạn chỉ cần có tập dung đều đặn nhưng mà phải đều, nhẹ nhàng cứ tập một tháng 2 tháng là thấy nó cải thiện. Nhất là mấy cái tư thế mà thầy Kim Toàn hướng dẫn là bạn cái cơn đốt sống đấy để cho nó giãn đấy. Kéo giãn được nó ra là nó sẽ tự điều chỉnh được. Thầy ơi, Ngồi ok. mình ngồi sai tư thế mới xong rồi là mình theo cái đốt tập buổi sáng, thì bản thân cái này trải nghiệm là chính bản thân mình người mà ra đấy. Hôm nọ thầy Kim Toàn thấy là bà xã nhà mình hỗ trợ để tập cái Máy cầu vòng xe. đấy mà đây hàng năm rồi bây giờ mới tập được, tức Phải là thêm máy hàng năm xe. trước là chúng mình tập có được đâu, nhưng mà vì là mình tập các động tác khác, vặn bên nọ vặn bên kia vặn chân đấy, thì dần dần là nó mềm ra dần ra và thấy là cái đốt thắt lưng nó đỡ đau. Bản chất là do mình ngồi văn phòng ấy, ngồi nó sai tư thế nó gù hẳn xuống ấy, thành ra nó bị chèn ép nó đau đấy. Bây giờ bạn ngồi thứ nhất là ngồi thì cố gắng nhắc nhắc mình là ngồi thẳng lưng lên, thứ hai là chỉ có tập nó đều đặn, có thể mình ban đầu nó chưa giãn nhưng tập đều đều chỉnh độ 1 2 tháng là thấy nó cải thiện tốt lắm. Ok, cảm ơn anh Nhân Toàn rất là nhiều. Đó nha, bạn Một năm cái cố này gắng nha. là trải nghiệm xương máu đó. Rồi, anh Toàn có nhiều trải nghiệm lắm đấy, ở trong lớp Zoom buổi Vâng. sáng. Bạn năm mà quan Vâng. tâm thì cũng có thể trải nghiệm một ít buổi trong lớp Zoom buổi sáng để cảm nhận nhé. Rồi, mọi người tương tác tiếp đi ạ. Bởi vì là tôi thì hôm nào vì cứ buổi sáng là phải đi làm sớm nên là hay phải xin phép thầy rửa sớm, chứ còn không hôm nào thứ bảy chủ nhật là phải xin tập đủ tập đều hàng ngày, nó mình đi làm cảm thấy cơ thể nó thoải mái lắm, nó khí huyết nó lưu thông, nó cảm hôm nào không tập được người nó hoạt động nó kém linh hoạt, nó cảm giác nó rất là trì trệ, nhưng mà hôm nào mình tập được thấy khí huyết nó lưu thông dễ chịu cả ngày luôn. Bạn cứ tập đều buổi sáng, bởi vì cả đêm mình nằm im cơ thể nó nằm im rồi, ngày thì còn vận động, nhưng cả buổi tối nằm im thì buổi sáng tập được thì đảm bảo cái khớp xương cái xương sống của bạn chỉ độ 1 tháng đến 2 tháng là thấy nó bình thường, nó đi trở lại ổn định, mà cái đấy nó mới là bền vững, đi xoa bóp không ăn thua. Rồi, cảm ơn anh Toàn rất là Cái nhiều. đấy là nó, cái Dạ, đấy là nó vâng. xử lý được gốc của Thầy vấn ạ. đề. Ok. À. Vâng. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn thầy ạ. À. Rồi, mọi người tương tác tiếp đi ạ. Em có ý kiến ạ. Có, ok không? Tại vì là nếu ban đầu mà một người lạ mà chưa tập luyện gì ấy, mà chưa biết đến yoga thì mình sẽ cho vào lớp lanh trước 1 tháng nó quen đã mới sang lớp thầy được. Thì về nếu mà ban đầu mà chưa tập tập gì mà nhảy vô lớp thầy thì nhiều nó kể cả lật cái cày đấy không ai làm được, bản thân em cũng vậy. Em phải tập qua YouTube thầy phải cả tháng em mới vô được vô lớp đàn anh, mới vô lớp thầy, chứ tự nhiên nhảy vô lớp thầy thì thực sự là về trạng thái thiền rất là khó Ok. Trong trường hợp ạ. năm mà muốn trải nghiệm nhá thì thầy sẽ tặng được vào các lớp để trải nghiệm ít buổi, thấy phù hợp thì mình tiếp cận tiếp, còn thứ chưa phù hợp thì mình cứ lựa chọn cái chỗ nào đó phù hợp là được. Rồi, mọi người muốn tương tác thêm điều gì nữa không? Ừ. Còn trong trường hợp nhàn hết cỡ nhá là cứ tập lớp sáng thôi. Tập cứ tập hàng ngày thầy nải nhải suốt đấy mà. Cuối cùng là mình cũng chả cần nhớ, mình cũng nhớ hết. Đúng không? Cứ tập khoảng 2 năm rồi là thành quen hết. Ví dụ như anh Toàn anh tập đến mấy năm rồi, từ cả năm rồi thì anh nghe nhiều, nghe biết, nghe riết là anh thành quen hết mà. Cũng chẳng cần phải thành chuyên gia nhưng mà nghe mình hiểu hết vấn đề rồi. Đúng không? Rồi. Có lẽ buổi học hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhá. Lượng thông tin nhiều nhưng quan trọng là chúng ta phải thực hành.
Tránh trường hợp là kiến thức trao đi nhiều quá, thầy thì cũng ham chia sẻ mà mọi người thì lại ham vui cũng nói chuyện nữa, thì cuối cùng là chúng ta chả thực hành cái gì nữa, cũng rất là lãng phí. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người nghỉ ngơi thật là nhiều sức khỏe. Đầu tuần chúng ta lại gặp lại nhau nhá. Xin chào mọi người ạ. Này, cảm ơn Em Thành. chào chị Tiết Thu nhá.